Trời ơi. Hả? Hello, xin chào các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại chơi cái lùng hồ. Bạn ơi, hôm nay có hai anh em mình. Ông Nguyên ngủ mình làm ẩm thực. Mà làm ẩm thực hoài luôn, ngủ hoài sáng giờ mình chịu đi rồi cái đồ làm ẩm thực hoài luôn. Giờ ẩm thực gì? Làm cái đống nướng đi. Gom nhân giả luôn nha. Đủ, vậy chưa, nó gom nhân giả luôn. Chơi chưa? Cho nó bạn mày nha. Mày bị điên à? Bị sẵn nha. Hôm nay mình tìm thấy em nói các bạn. Chờ quá xem. Chờ. Đồng nướng gom. Và nướng theo kiểu dân giả này, kiểu dân giả mới đồng nha các bạn. Giờ mời các bạn cùng theo chân hai anh em mình thực hiện quán này ha. Let's go. Dạ anh hỏi chặt tre nha mọi người. Chặt tre nha các bạn. Tới sáng không? Cái gì? Ở đầu lấy gom các bạn. Gom của mình mà nó bằng ớt nè. Trồng ớt đây nè. Tôi xin ông rồi nha các bạn. Chậm nói đi, xin gì? Buổi sáng mát mẻ quá các bạn. Quá mát luôn. Dạ anh Hậu đi rửa cá nha mọi người. Mình rửa cá sạch nha các bạn. Mọi người ơi, anh Hậu đang rửa ở dưới nên là mình sẽ cho nóng. Mình sẽ đóng gom mình để lại chỗ cũ. Cho ổng đi lên nắm về ổng vác lại chỗ cũ nha các bạn. Bây giờ mình đã là cam xong nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đóng gom đem lại chỗ cũ nha các bạn. Đúng rồi, mình đã để đúng gương xong nha bạn. Để coi ông lên ông nói như thế nào nữa. Giờ anh Hồ rửa cá xong nha bạn. Giờ anh đang lên. Đang leo núi nha bạn. Ủa? Sao nữa? Ai biết, em có biết đâu. Mới hút vào đây sao giờ còn có miếng nguyên cuộn nữa mà. Có chừng anh chưa lấy à. Nó nguyên cuộn rõ ràng luôn mà. Chưa có lấy cái gì đó. Ủa tợ, tức là có hai đứa đây mà lấy là sao? Anh không có lấy gì chứ mà. Giặt luôn quá. Trời ơi. Tao đi, tao coi một cái ha, gom gọn đây là ha. Ai giống ai vậy? Đây. Rõ ràng. Chưa có ôm. Gom ở đây. Ủa chưa ôm sao đằng đó gom có đặng? Ai biết đâu. Nó cho anh mình nè bạn. Có cho anh nào đâu. Chưa có. Anh gì anh coi video là một cái ha, anh mà thấy em cho anh một cái ha. Rồi biết cảnh đừng khóc nha. Nghe luôn. Mới mở cam rồi bạn. Ông Yên cho anh mình rõ ràng luôn. Thôi giờ để nướng ăn xong đi. Rồi xíu gì ngoài tính sao. Bây giờ đem gom cảnh nữa nha bạn. Đài đỏ cái thằng già mình nè. Dài dữ chưa. Vậy mới vừa lòng. Đúng rồi, phải vừa lòng chứ. Vui không? Vui. Quá trời vui rồi ha. Vui ờ xíu ăn. Cho ăn no có sức đi rồi vừa ăn tí. Tính mềm mình thôi. Chờ quá xa. Các bạn ơi, nãy giờ mình cũng rửa cá lên nè các bạn. Mới bị thằng Nguyên tròn thêm vố mới đi ôm gom lại nữa. Đây các bạn, cái này cá lóc đồng nha các bạn. Lóc đồng chính hiệu luôn nha.
mua của mai mình thiệt á, nướng dân giả mà bắt đầu mình cắm này là mình nướng nha bạn, bắt mà cứng nha bạn. No, 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 no. Anh sạch la nè, he con đá nặng dữ rồi. Rồi, bên. Giờ anh hầu phủ gom vô đốt nha bạn. Phủ gom cá mình đốt nha bạn. Gom này là gom lúa bạn. Gom. Gom nãy mới bị cho anh. Ừ, ai mới bị cho anh còn nhắc đâu ăn no thì mới bị cho anh mà. Quấn miệng ngoan ngủ no nha con. Tròn, chấm nguyên ơi. Gom này dắt hai lần mới được nha, người ta dắt con lần. Không biết sao dắt hai lần chứ biết. Trời, không biết sao, không biết lý do kỳ ha. Hồi lát bị đánh không biết lý do làm sao đâu kỳ. Cá chín bây giờ lấy cá nha các bạn. Wow. Quá nóng rồi. Wow. Đi. Rồi cá sô cô la luôn. Rồi các bạn ơi. Cá bây giờ anh em mình nướng xong các bạn. Nãy giờ mình anh em mình cũng cúng cho ông bà đắc tay ở đây rồi đó. Thì thôi mời các bạn nhìn chung với anh em mình ha. Rồi xé cá nha các bạn. Mình chơi dân giả anh bóc luôn nha các bạn. Dính tới nước luôn. Hỏi kìa. Chín tới luôn các bạn ơi. Ngon quá. Cá lồng nó dai nữa bạn. Wow. Rồi nhìn cãi cãi. Cá lồng nó ngon đâu bằng bị cho anh đúng không mọi người. Nóng quá. Nóng. Đi có hai anh em ăn đi. Tất cả bạn miếng cá gói cãi nha các bạn. Chấm muối bạn muối Tây Ninh. Nó nóng. Mấy bạn nha. Nóng không? Nóng. Ngon rồi. 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 Là ok. Được không? Được. Có học bài không? Có chứ. Đúng rồi, có học bài đó. Cái gì vậy bà nội? Ừ. Miếng cái trắng từ bạn mở bằng miếng cái à. Ừ. Đó có hàng chị mẹ lúa này mà. Đó là chồng đeo tới bên đó. Mấy bạn nha. Mấy tự động. Chỗ này không hai anh em nặng nè các bạn. Lấy mát, ra được chút này. Wow.
mày đi. Ăn me bữa mình đút tôm cho anh Hậu ăn mọi người. Bóc miếng cá để ăn trái đậu rồng kiểu mới các bạn. Mở bạn miếng cá đậu rồng đây nè. Cá này nó ngon quá. Cá từ biển mà sống ngon. Còn cá này nướng cá từ biển. Từ biển mà, từ biển mình đem mình nướng. Ngu mà tao đéo biết. Bà già đẻ mày làm con kẹt gì. Đi biển mà. Biển đâu? Biển bắt mình ngạo mình tiếng cư. Biển ngạo quá. Ôi ôi, nè nè. Quá không đói đâu nè, sáng giờ trộm không. Giảng bao tử nha các bạn. Cái này nó tới tới nái con mạch, con mạch thái luôn. Bạn có lóc á, dưa lưng có lóc bạn có hai sống này ngon mà, cái da như thịt mò vậy. Không biết không anh? Thôi cái này nè, thịt dai nè, có lóc có hai đường á. Má bạn nha. Wow, nóng quá bạn. Ừ, ngon. Dục, cái này găng không được. Nóng quá bạn à. Mấy cái này mình ăn thì kiểu dân giả nha các bạn. Các bạn cũng chơi dơn à. Nóng thịt. Nóng mới ngon bạn. Bà tử của mình, bà tử của cha mà. No 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 no. Nó lộn. Mở bạn đâu vậy nhỏ. Hài lòng không? Quá hài lòng. Cá đồng cũng lên mạng thơm dữ vậy. Thơm nứt nổi luôn. Điều tiên. Mở bạn cá đồng đây à. Nãy giờ mở liên tục. Đây, tịnh em, mày miếng. Tịnh em dữ chưa? Dữ rồi đó. Giặt quá rồi. Hai tay à? Đi bà mày con, đi bà mày tao lấy mày. Ăn hai chân luôn. Ăn ngoài lòng gió mát nữa bạn, quá đã. Mỗi bạn bạn gắp lòng cũng vô rồi nó thật. Ngon thì khỏi nói luôn. Giờ tên ăn ôm cái lòng nó lột, ăn cái lòng nó lột. Mình đang là ăn thôi. Mình ăn cái lòng nữa bạn. Ăn cái đầu cá này mình nhớ nó lại câu chuyện hồi đó bạn. Hồi đó mình đi nhậu với ông anh mình á. Ông thái ăn cá lóc nướng á. Cái gì ông thái ăn bò tử á. Thằng nào ấy, ăn cá lóc nướng ông muốn lấy bò tử cá lóc á. Ông để vô cái chén. Cái ông nói ăn chung nha. Bác mình không ăn à, thôi ăn chung. Đồ tức hồi đó mình chơi không. Mình đi xuống cái giớm với kinh đó các bạn. Bắt hai cái sình nhét vô cái bao tử nướng mình điện vô nhậu vô nó ảnh chợ gian bài cũ á. Anh em ăn chung nha. Anh em biết không ai nói gì suy nhanh mấy ông kia đâu ai nói gì cái bi sợ anh biết rồi quẹ luôn nha. Ồ xì ha, nguyên cái mồi cái thú nó xì các bạn biết cỡ nào là làng chữ ha. Nhìn ngang biết mà lùi ra mình ngồi cười cũng cười té luôn rồi. Rồi xong biết cái chuồng thôi. Mẹ nó quánh ha, lấy bà tử nhét vô họng anh. Dễ tôi là làng, ói muốn chết luôn bạn. Chơi tao có buồn biển chơi ngược lại. Ở đây bạn chơi anh em mình bây giờ mình làm kiểu dân giả mà. Mình muốn ăn những nướng dân giả đúng đất ngoài đồng. Lúa gà mà mình ngon thôi. Trời cho mẹ không có chồng. Hương ơn, cảm như tên con quân nhà với Hương luôn. Dí mình là gì vậy bạn? Ăn đường máu bạn,
Cá này mình nướng mình không có đập đầu luôn bạn. Má mình tụng là ngon béo dữ mày. Ông Nguyên các bạn, còn nhỏ chị á, hay là nhà mình chơi lắm. Lúc chị còn kiểu như ở chuồng tắm mưa á. Giờ mình chơi cũng là giờ tắm cá. Nước, cái gì? Bây giờ bò thọc quá, có nước dược các bạn. Thọc vô hai con cua. Mình sao chúng nghe con cua gần gần vậy bạn. Mình muốn tài thì cũng ra làng ha. Mình nhớ anh cua toàn gan đồ đen, khóc quá, cái khóc của bạn ơi. Chuyện gái mà chưa gì đó bạch cho mấy thằng trai mà lớn khỉ đá không lại đạt cái tức nghỉ bỏ về mà vậy lại chứ chỉ con em mà hai ba đi học bài đó đó vô phá chứ phá chị chị không cho chờ đó nên tức gà anh mét bà đó nói chị hai quánh gọn chị không biết gì dân lý do giờ ba lôi đầu quánh mấy kẻ cái chạy này mấy mình đây ngồi nhớ lại câu chuyện mọi người câu chuyện của mình hồi nhỏ nghe mình hồi nhỏ không biết sao nha hồi đó mẹ mình kể mình hồi đó tắm ngoài đường hồi đó tắm ngoài đường không phải hồi nhỏ mình kể vậy nè là ba với mẹ đi mò ốc á chứ mình đi heo xong rồi có chiếc đũa mọi người không biết sao á nó vô cái cổ họng mình luôn lớn rồi bông phép ít thôi mình đâu biết gì đâu mẹ mình cũng biết nữa xong cái hồi là cứu kịp thời luôn á rồi ngửa vô cổ họng không biết sao hồi nhỏ vậy luôn á không hồi nhỏ không biết sao mà cái đũa này nó vô cái cổ họng Nani? Đi ăn các bạn. Đi dọn dọn này dọn cái đuổi luôn. Ôi trời ơi. À, ngon quá này. Quá hàng nhỏ hết luôn. Không bỏ được. Mình đi mở trường các bạn. Ngon mà nào? Miếng ngon hơn mà còn da không các bạn. Hỏi miếng ngon không? Ngon nữa hử? Miếng ngon không mà còn rau mà cát cho. Trời ơi. Cá nướng gừng thật là ngon nha bạn. Later that night. Nè, mình sớm giờ cũng làm món cá lóc lòng nướng gừng ăn theo kiểu dân dã các bạn. Dài đó các bạn cảm thấy video em có hay thì cho mình xin một like đăng ký kênh nha bạn bấm vào cái chuông bên phải nha các bạn nhớ chia sẻ thằng nhiều để anh em mình có nhiều động lực để ra video nhiều cho mọi người xem nha video gì nói gì giúp giúp hả nói gì giúp giúp mọi bạn nói rõ nha thôi tới đây anh em xin chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn video sau ha bye bye các bạn.